Tiếp tục chương trình với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ chiều tối nay, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rông do nhiễu động gió đông đang dịch chuyển đến. Và sang đến ngày mai, mưa mở rộng ra toàn vùng. Và đến cuối tuần này, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh mạnh và chính thức khởi đầu cho mùa đông năm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai mùng 8 tháng 10, mưa rông sẽ mở rộng ra Tây Bắc Bộ và kéo dài đến ngày mùng 9 tháng 10. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50 đến 150mm. Lốc sét và gió giật mạnh có thể sẽ xuất hiện trong cơn mưa rông. Nhiệt độ 3 ngày đầu tuần ở miền Bắc dao động quanh ngưỡng từ 24 đến 30 độ C. Những nơi cao trên 1.500m so với mực nước biển như Sapa, Lào Cai, Sìn Hồ, Lai Châu, nhiệt độ giảm sâu hơn ở mức từ 14 đến 20 độ C. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10, miền Bắc và Bắc Trung Bộ xuất hiện nắng trở lại. Nhiều thời điểm nhiệt độ có thể đạt ngưỡng 32 độ C. Tuy nhiên, vào ngày Chủ nhật 13 tháng 10, miền Bắc có khả năng đón một đợt gió mùa đông bắc mới. Các chuyên gia khí tượng cho biết đây là một đợt không khí lạnh đúng nghĩa để khởi đầu cho mùa đông năm nay, tức là làm nền nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, gây thời tiết lạnh ở Hà Nội và gây rét ở vùng miền núi. Nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc giảm khoảng từ 5 đến 6 độ C so với nhiệt độ ngày thường. Sapa, Sìn Hồ, Mù Cang Chải, Đồng Văn, nhiệt độ sẽ giảm dưới 12 độ C, có nơi thấp hơn.